Nhớ một thuở Thăng Long hào khí đã ngời lên nền học vấn uyên thâm, người thầy giáo đạo cao đức trọng Nguyễn Văn Siêu cùng lớp học Phương Đình. Từ ngày ấy Phương Đình xưa đông đúc, đến hôm nay ngôi trường ấm Nguyễn Siêu, bao thế hệ đã dày công vun đắp để rạng danh công đức thần Siêu. Ba mươi năm tự hào biết bao nhiêu, người Nguyễn Siêu tay trong tay góp sức, không phân biệt quốc gia, đón người từ muôn nơi về hiệp lực, tập thể đa sắc màu, đa văn hóa cùng nhất tâm. Từng bước vươn lên, từng bước xứng tầm, thầy dạy thăng hoa, trò không ngừng tiến bộ, chân trời sáng tạo, người Nguyễn Siêu hội ngộ, chung một tiếng tự hào với bè bạn năm châu. Tiếp tục khẳng định mình qua mỗi bước đi đầu, mở lối tiên phong, 30 năm sáng cùng thời gian, một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ truyền mình như con thuyền căng buồm qua gió mạnh, đổi mới sáng tạo không ngừng để hội nhập vươn xa. Ba mươi năm rạng rỡ, những nụ bé ngày nào nay đã nở thành hoa, tô sắc thắm những gam màu hy vọng, ta kiến tạo nên ngôi trường hạnh phúc cho hôm nay và cho cả mai sau. Thành quả hôm nay gian khó đã hết đâu, ta kiên nhẫn bền gan cùng thách thức, ta đã đối mặt với muôn vàn cơ cực, cùng nhìn lại ngôi trường đôi quang gánh trên vai. Như con thuyền hơn 10 năm lênh đênh, rời bến này rồi cập sang bến khác, chúng ta trôi giữa dòng lưu lạc, mơ ước nhiều về một bến bình yên. Nhiều năm lênh đênh mong biển lặng sóng hiền, qua bao bến tạm neo không chùn bước, chúng ta tin vào điều mình làm được, từ thành công rồi sẽ đến thành công. Tám bến chẳng thông dong, đôi vai nặng gánh gồng, và trước mắt mịt mờ không bến đỗ. Tám lần chuyển rời với bộn bề gian khổ, tám lần chuyển rời, tám cơ hội vươn lên. Qua khó khăn càng trân quý những gắn kết lâu bền, càng quý trọng những ân tình của thầy cô đồng nghiệp, những tin cậy yêu thương động viên ta bước tiếp, khao khát tìm nơi bến ấm thân yêu. Gian nan chẳng đong đếm bao nhiêu, được ban duyên ta quyết tâm dựng nghiệp, nào quản trông gai đồng lòng ta bước tiếp, đau đáu một ngôi trường cho thế hệ mai sau. Những con đường ta qua không lấp lánh sắc màu, đôi quang gánh vượt rêu neo ta đối mặt, nhưng ta nguyện chắt chiu những gì tươi đẹp nhất, lưu danh sáng muôn đời tên tuổi đức thần Siêu. Những đóng góp lặng thầm đã nở hoa rực rỡ, đi trước đón đầu, mở lối tiên phong, dẫn bước tương lai, đoàn kết nguyện một lòng, xây cho trọn sứ mệnh người tài đạo. Không bằng lòng với những gì ta kiến tạo, lại tiếp tục chuyển mình sải cánh bay cao, lại đặt ra những mục tiêu ta chinh phục khát khao, để khát vọng muôn đời tà thanh thiên tòa sáng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa được nhìn lại hành trình 30 năm qua của trường Nguyễn Siêu qua một bài thơ với hai giọng đọc tràn đầy cảm xúc của thầy giáo Phạm Văn Hậu và cô giáo Hà Lan Phương. Đây là tác phẩm được viết bởi hai cô giáo Hà Lan Phương và Tô Lan Hương. Cảm ơn các thầy cô với những nét cảm xúc đầy tự hào vừa rồi.